Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh YouTube của Dòng Sự Kiện. Thì có rất là nhiều thông tin cập nhật chia sẻ cho cả nhà, cũng là xung quanh câu chuyện drama của chị Hồng Loan. Thì mới đây nhất chị Hồng Loan có chia sẻ là hôm nay, tức là ngày 18, cả nhà sẽ nghỉ một ngày. Nhưng mà thật chắc chị Hồng Loan không có nghỉ ngơi và vẫn buôn bán. Thì hôm nay thấy chị Hồng Loan trên cái shop quận 12 thì một số anh em YouTuber cũng có tiếp cận và hỏi Hồng Loan về cái chuyến lưu diễn cảm xúc như thế nào và những câu chuyện chia sẻ xung quanh cái vấn đề đó là sẽ dự định sắp tới như thế nào. Thì chị Loan chia sẻ rất là xúc động đó cả nhà. Thì đầu tiên là chị Loan chia sẻ về chuyến lưu diễn rất là thành công và được mọi người yêu mến chào đón tại sân bay cả nhà, rất là vui ha. Hỏi Hồng Loan mệt không thì Hồng Loan trả lời là có mệt chút xíu nhưng mà vui. Thì tưởng chừng là sau khi mà Hồng Loan đi về nhà và nghỉ ngơi, nhưng mà không, Hồng Loan không nghỉ ngơi cả nhà, Hồng Loan vẫn tiếp tục live stream. Thì rất là bất ngờ sau khi một số anh em YouTube và lẫn như khán giả thấy Hồng Loan live stream bán hàng vào lúc 20 giờ đêm qua. Thì tại sao, hỏi Hồng Loan tại sao mà không nghỉ ngơi, mà Hồng Loan nói là Hồng Loan buôn bán quen rồi, chịu cực quen rồi nên không muốn nghỉ ngơi cả nhà. Khi mà nói câu chuyện đó xúc động cả nhà, nghĩa là Hồng Loan nói là không muốn nghỉ ngơi chịu không nổi. Thì câu nói đó chẳng khác nào như là tán vào mặt của con ve và mẹ con bún bò cả nhà. Người là chỉ biết nằm ăn và ngồi chơi xơi nước thôi. Thì những cái vấn đề gì mà liên quan đến tài sản của họ thì họ không phải của họ, nó cái chẳng không bỏ sức công sức làm ra mà suốt ngày chỉ tìm kiếm mưu kế, kế bẩn kế hèn để lấy tài sản, thì đó là điều rất là buồn cho mẹ con có bún bò. Thông qua một cái sự chia sẻ nhẹ nhàng của Hồng Loan, không thể nghỉ ngơi được cả nhà, không thể nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thì trong người chị không nổi. Thì chẳng khác nào nói là cô cháu gái suốt ngày cứ mơ mộng hão huyền về số tài sản của cố nghệ sĩ để lại cho con gái duy nhất, con gái hợp pháp của ông, mà con ve và mẹ con nó cứ lăm le. Thì thông tin bên mẹ con ve và bên bún bò thì mình đã cập nhật cho các nhà rồi. Hiện tại thì cái bà lành cũng đã được con ve mời ra khỏi nhà của nó, mấy nhà ha. Được bà là được mời ra khỏi nhà và bà cũng đã mở một cái tiệm bún bò mới cũng mang tên là bún bò cô lành tại đường Phạm Thế Hiển, quận 8 cả nhà. Mặc dù là khu vực bên đó nó chặt nhưng mà mặt tiền ha, bà rất là vinh dự và mừng hớn hở khi mà lần đầu tiên được mở một cái shop tại mặt tiền đường đó cả nhà. Hồi xưa giờ là bà chỉ ở trong hẻm thôi, bà là một sẹt hai sẹt thôi, nhưng lần đầu tiên bà thấy mà mặt tiền rất là mừng và chia sẻ. Thì cũng chúc bà là buôn may bán đất đó cả nhà, đừng có lên trên mạng biêu ríu con người ta nữa, để cho mọi chuyện pháp luật nó xử lý. Thì đó là thông tin mình chia sẻ từ trang YouTube đã quay về bà lành này đó cả nhà. Và trở lại câu chuyện của Hồng Loan và hỏi như định sắp tới thì Hồng Loan sẽ làm gì. Nó thì Hồng Loan nó là vẫn buôn bán online để lo cho các con và chồng con cả nhà, rồi mở thêm những cái mảng mới trong cái dịch vụ buôn bán về phong mỹ phẩm Hồng Loan. Thì có nghe thông tin là ngoài việc buôn bán về các loại kem dưỡng da thì Hồng Loan sẽ buôn bán thêm các hàng tiêu dùng nữa nha, tất cả luôn, nước hoa nè hay là những cái dàn mỹ phẩm gì khác đó thì tất cả bên Hồng Loan sẽ buôn bán hết. Thì hiện tại là có hai nơi để buôn bán mỹ phẩm, đó là số 506 Trường Sa và 1022 Hà Quý Giáp. Cái dự định khai trương của Hồng Loan thì sắp tới thì Hồng Loan sẽ thông báo sau cho cả nhà cùng biết rõ. Còn hiện tại thì ngày khai trương chưa có cả nhà ha, chưa có, thì khi nào có khai trương thì Hồng Loan sẽ báo cụ thể trên trang cá nhân. Thì hôm nay đó là cảm nhận của mình về câu chuyện của Hồng Loan hôm nay. Mặc dù nói là nghỉ ngày giỗ tổ nhưng mà Hồng Loan vẫn đến shop để buôn bán và để chia sẻ một số thông tin với anh em YouTuber đang quay trước cái shop mỹ phẩm Hồng Loan tại số 1022 Hà Quý Giáp. Thì đó là câu chuyện về Hồng Loan. Còn đối với câu chuyện liên quan đến mì xào Củ Chi thế nào cả nhà, thì hôm nay chị Ni cũng đã lên một cái trạng thái rất là cực gắt sau khi mà mì xào nói về chị Ni như sao cả nhà. Ngáo mạn hơi lâu, chờ xem. Pháp luật Việt Nam khác Malaysia, đừng tưởng em là mẹ. Thì đây là một câu nói của mì xào Củ Chi đang nói tới chị Ni.
Và ngày hôm qua khi mà về nước thì chị Ni đã tặng một món quà bất ngờ cho tất cả các anh em YouTube đang quay và bảo vệ trước nhà Hồng Loan. Một món quà vô cùng ý nghĩa, một món quà này không thể quy ra bằng tiền cả nhà, mà nó là một món quà tinh thần, một lời động viên và là một sự cam kết bảo vệ chặt chẽ một số YouTuber khi mà quay trước nhà của Hồng Loan. Thì cũng chính vì sự cam kết đó, một cái lời hỗ trợ đó mà chị Ni nhận đưa lại rất là nhiều sự công kích từ bọn bên kia. Chẳng hạn như là nói chị Ni đang bao che cho cái xấu, đang bao che cho những YouTuber làm bậy. Thì không cả nhà, thì chị Ni mới vừa lên trên trang cá nhân chia sẻ cái dòng trạng thái tại sao mà chị Ni nói là sẽ nhờ luật sư bảo vệ một số YouTuber quay trước nhà Hồng Loan. Thì chị Ni thẳng thắn chia sẻ như sau, đọc cho cả nhà cùng theo dõi nha. Dạ kính thưa mấy anh chị lớn, sở dĩ em biết mấy anh em YouTube cũng khó khăn, con tắc kè kia nó kiện vì nó biết đụng tới thuê luật sư không phải là số tiền nhỏ, nó khinh người, khinh anh em YouTube sẽ không có tiền để làm lại nó. Em cũng không khá giả gì, nhưng đơn giản vì ghét ai miệt thị cái nghèo khinh người nên mới lên tiếng hỗ trợ hết mình, chứ có dung túng điều gì. Nếu mấy anh em muốn phản tố con đó thì Ni cùng tiếp bước. Ai cũng làm YouTube, nó có quyền chửi rủa người khác, miệt thị người khác, thì mấy anh em YouTube ý kiến thì kiện mẹ thiên hạ hay gì. Dạ em cũng nhát lắm, ai hù em cũng sợ chứ, nhưng mà sợ ba chấm, đánh vào phản chống giúp Ni nha. Mang tiếng là danh nhân mà ăn view, ăn like bất chấp. Tiện nhân chứ danh nhân gì tầm này. Gớt cái liêm sỉ xuống cống rãnh rồi, tìm gắn lại cũng khó sạch sẽ. Thì đó là một cái dòng trạng thái đầy khó chịu của chị Ni dành tặng cho mì xào Củ Chi. Các nhà, khi mà kiện một số anh em YouTube, đưa ra những cái thông tin kiện một số YouTube ở nhà ha, 47 người, 47 YouTuber hoặc là 47 người đang làm về nền tảng mạng xã hội, mì xào đã kiện và lên đơn và nói sẽ là sẽ kiện thêm. Các nhà, nếu như mà mì xào có gan kiện thì một số anh em YouTuber thì có gan đi hầu là bình thường, thì 47 người được kiện thì 47 người sẽ cùng phản tố lại mì xào. Và mì xào nghĩ là nói là anh em YouTuber sẽ không có tiền để thuê luật sư như mì xào giàu như vậy. Thì chị Ni ghét những người mà khinh người nên chị Ni nói lên tiếng bảo vệ anh em YouTuber như vậy. Cần những vấn đề về luật sư thì chị Ni sẽ hỗ trợ về pháp lý. Nếu như những anh em YouTuber quay chia sẻ về mì xào mà có phản tố về mì xào, bị mì xào kiện, thì chị Ni sẽ đứng ra hỗ trợ là như vậy. Chứ ở đây chị Ni không hỗ trợ cho cái sai, không hỗ trợ cho những người khinh người nghèo. Các nhà, đó là một tình cảm mà chị Ni dành tặng cho anh em YouTuber. Nó là một hơn một món quà có ý nghĩa cả nhà, rất là món quà có ý nghĩa ha, hơn những món quà giá trị bằng vật chất. Đó là một cái sự tình cảm, một sự yêu thương của Ni dành cho mọi người, bất chấp những cái gì mà liên quan đến mì xào đang nói cả nhà ha. Và hiện tại thì bên phía mì xào cũng chưa có một cái lời gì để đáp trả với Ni. Nó sau khi mà chị Ni đưa ra thông báo như vậy, tại vì hiện tại mì xào đang chu du ở nước ngoài, và chắc khi mà nghe thông tin này chắc là mì xào cũng rén lắm cả nhà ha. Thì bữa trước thì chụp hình những cái lá đơn gửi qua đường bưu điện đến tất cả các nơi cơ quan hành chính nhà nước cả nhà, chỉ là mới gửi thôi. Còn quá trình mà họ tiếp nhận, họ thụ lý và họ có mời YouTuber nào á thì vấn đề là sao cả nhà, còn một khoảng thời gian rất là dài ha. Và nếu như mì xào không đụng chạm đến mọi người thì mọi người có đụng chạm đến mì xào không? Mì xào không có vô ơn với mọi người thì mọi người có vô ơn không cả nhà? Thì đó là những gì mà chị Ni cũng rất là bức xúc khi đang lưu diễn ở nước ngoài và thấy mì xào kiện YouTuber. Thì tất nhiên chị Ni yêu thương anh em yêu thương chị Ni, thì chị Ni sẽ đứng ra bảo vệ mọi người, đứng ra bảo vệ cái lẽ phải, chứ không ở đây là chị Ni không bảo vệ cái sai cả nhà. Nên chúng ta đừng có vì cái sự nhầm tưởng mà nói là chị Ni sẽ bảo vệ tất cả những gì phản tố mì xào rồi chúng ta là bất chấp. Chúng ta phải làm việc và dựa trên cơ sở pháp luật, pháp lý đàng hoàng. Chúng ta không phải là làm bất chấp hay là làm câu view, câu like hay là làm bằng bất mọi thủ đoạn để động chạm đến những người khác, thì điều đó không hay.
Thì đó là những gì chia sẻ mình muốn chia sẻ cả nhà trong cái bản tin hôm nay xung quanh cái câu chuyện là mì xào kiện YouTuber, và chị Ni đã phản tố một lời rất là hay đó nha. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà một buổi chiều tốt đẹp.